chào cả nhà. Thì hôm nay mình lại cũng lại để mua được cái rau chải đó cả nhà. Cái rau chải mùa mưa này thì nhiều, mình mua ở trên đây thì nó bán 50 ngàn một ký. Thì mình mua về mình luộc. Mình luộc một ít, mình xào tỏi một ít nha cả nhà. Thì mình xào tỏi thì mình cũng phải cần sơ xong rồi mới xào tỏi. Giờ cái nồi nước đã sôi thì mình sẽ đi một ít xíu nước, miếng muối, miếng đường. Đây, ở đây mình cũng có rau muống thì mình xào tỏi nha cả nhà. Thì ở đây mình có được, mình mua được 5 con bạch tuộc đó cả nhà. Này ở đây bán 150 một ký. Mình đem đi xào sa tế tương ớt để ăn cơm đó nha. Mình xào cái mình xào dễ dàng chua chua ngọt ngọt á. Xào một một hai con hấp, ba con xào, 5 con này là 1 ký lô 8. Mẹ ướp, mẹ ướp xong rồi mẹ bỏ lên trên cái dĩa mẹ hấp, trên nồi hấp mẹ hấp. Cái này là mẹ chần sơ cho nó thơm nha. Mẹ rửa lại. Rau muống để xào tỏi. Còn bạch tuộc thì để xào đồ sa tế, tương ớt á. Với mẹ có 5 con, 2 con mẹ đem đi hấp xả cho nó khác ra. Khác vị. Ra để cắt cái bạch tuộc này ra để mình xào tương ớt nha cả nhà. Rồi bây giờ mình cắt kiểu gì đây, ăn vậy cho nó thơm đã. Mình làm một miếng sốt me, mình sốt vô cái vừa vừa chua vừa cay vậy đó. Làm 3 con xào sa tế đi, sa tế chua ngọt.
ớt, mì với tương ớt. Đây có hạt lim đỏ trong đây, mình ướp sẵn hết trong cái gia nguyên liệu này. Mày ướp để này để mà một lát nữa mày hấp á. Đây gừng sả, gừng tỏi rồi đó. Cho nó hấp, lát mày bỏ trên nồi mày hấp. Một bự ha. Nói gói điện thoại nó đã tắt. Bây giờ cho ra ông vô nó. Cái rau này ta đọc chạy đọc dớn, ta kêu hai cái từ. Nó non quá trời luôn này. Sơ rồi mình vớt ra rồi mình xào một miếng xào tỏi. Một miếng luộc để thăm vậy nha, làm hai món. Rau này luộc mình luộc vừa vừa dính tới mình luộc giống như rau nhút vậy thì nó ngon.
vớt ra được nè cả nhà. Chạy thì luộc rồi mới xào tỏi mới thôi, ai ăn xào tỏi ăn rồi cái xào mắm xào cho nó ngon. Bỏ vô tí ớt nó ngon, có ớt sợi, có ớt cũng ngon.